Hello to the audience in Vietnam. My name is Angelina. I really enjoyed playing my character, Yu. And she's a really fun and outgoing character. And I really liked her because she reflects me. Này em ơi, em đẹp quá. I really love my acting career and I hope it does continue because it is such a big part of my life now. Ba! Ba biết không, hôm nay con cầu nguyện cho ba mẹ, cho gia đình mình nè và cho mọi người nữa. Con ngoan quá, đúng là cục cưng của ba. Mình đi thôi em. Lấy xe đi con. Vậy con gửi lời chào cho khán giả qua clip này. Con mong là các bạn và các cô chú xem phim và ủng hộ cho vai diễn của con để con có động lực để có nhiều vai tiếp theo.